Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm bữa giờ thì tương đối là bận cho nên là không có thời gian làm clip. Hôm nay thì Hiếu hơi rảnh cho nên là mình chạy vào vườn, tranh thủ chạy vào vườn để làm một cái video gửi tới cho mọi người xem cho vui. Thì cái clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những cái bạn nào mà không muốn trồng cây dâu tây nhỏ, mà những bạn mà muốn trồng cây dâu tây mà có sẵn trái hoặc là mua chậu mà người ta đã trồng lớn rồi đó. Thì về để trồng luôn á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lựa chọn được cái chậu dâu như thế nào là nó lý tưởng nhất và nó phù hợp nhất, tránh đi một số cái sai lầm khi mà lựa chọn dâu gọi là bầu ổn định nha mọi người. Thì ở đây mình sẽ lưu ý cái một cái vấn đề đầu tiên, đó là thường các bạn khi mà mua dâu á, chậu á, thì các bạn thường hay lựa chọn những cái cây dâu đã có trái chín sẵn, nghĩa là chụp hình lên rất đẹp, là trong trong cái chùm của nó sẽ là có quả chín này, quả xanh này, quả lớn quả nhỏ. Thì thường là các bạn sẽ chọn như vậy, và các bạn chọn những cái cây nào có nhiều trái chín, tại vì các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng đây là cái sai lầm cơ bản và phổ biến nhất, tại vì các bạn cứ nghĩ đi, khi mà cái cây dâu mà từ người bán mà chuyển tới các bạn có nhanh thì cũng mất hơn 1-2 ngày rồi, trung bình mình trung bình đi, mình nói khoảng chừng 2 ngày, 2 hoặc 3 ngày, cho 2 ngày đi. Thì khi mà cái cây dâu đó được chuyển tới cho bạn á, thì cái trái đó thì nó cũng đã chín quá, thì nó sẽ sinh ra thúi. Và thứ hai nữa là cái trái dâu nó thì bạn biết nó rất là mềm, trong quá trình vận chuyển thì cái cây dâu nó sẽ lắc như thế này, đúng không ạ? Thì đi xe mà thì không thể nào mà nó cố định được, nó sẽ lắc như thế này đó. Thì cái trái dâu nó sẽ va đập, thì khi mà đến tay của bạn thì cái trái dâu mình khẳng định, chắc mình nghĩ khả năng là dập rất là cao. Thì lúc đó là cái mà bạn nhận được là cái sự thất vọng, tại vì khi người bán á, họ bán cho các bạn á, là họ chụp cái cây là đang ở vườn của họ là nó chưa bị dập hết, là nó rất là đẹp. Và các bạn cứ háo hức suy nghĩ rằng mình chuẩn bị có một chậu dâu đẹp như thế mang về cho con, hoặc là mình treo ở ban công rất là xinh. Nhưng mà thực tế khi mà giao tới tay các bạn, thường thường là dâu nó dập tè le hết rồi. Thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ nhận lấy được cái sự thất vọng là đầu tiên. Thứ hai nữa, các bạn phải cắt bỏ đi những cái cây dâu đó. Rồi khi mà cắt bỏ đi rồi để đợi mà nó ra hoa nữa thì nó lại một thời gian rất là dài nữa nha mọi người, chứ không phải là ngắn đâu. Cho nên là sai lầm thứ nhất của các bạn là khi mua dâu chậu là các bạn mua những cái cây dâu đã có trái chín và chín nhiều. Và cái lý do thứ hai nữa mà không nên mua những cái cây dâu mà đã có trái chín nhiều là lúc đó là cái cây dâu rất là mắc sức. Tại vì các bạn biết rồi, cái cây mà nó cũng như con người vậy, khi mà sinh nó đang ra trái, các bạn, nó sinh sinh đẻ đó, sinh nở đó, thì nó sẽ bị cây mẹ nó bị xuống sức để nó tập trung sức nuôi trái. Thì khi mà các bạn mua những cái cây mà nó đã chín, nó đang ở cái độ yếu nhất, cộng thêm cái quá trình vận chuyển làm cây bị sốc nữa, thì cái cây bạn nhận được á, cái chất lượng mình dám bảo đảm luôn, nó sẽ xuống mức thấp nhất. Rồi nó đang ở cái môi trường của chủ vườn á, thì họ chăm sóc rất là hoàn hảo. Thứ hai, nó đang quen với khí hậu và cái môi trường ở nơi đó. Bây giờ về tay các bạn là một cái địa phương khác, có thể nóng hơn, có thể lạnh hơn, thì cái cây dâu nó cũng cần thời gian để thích nghi, và thứ hai nữa nó cần thời gian để hồi phục, đúng không ạ? Cho nên khi mà các bạn mua những cái cây dâu mà quá nhiều trái, cũng như là quá nhiều trái để chín á, thì nó sẽ không tốt, nó sẽ bị yếu cây. Và khi sau khi các bạn thường thường mình nghĩ là các bạn ăn xong cái lứa trái đó, cái cây nó sẽ bị xuống sức, và các bạn cần rất là nhiều thời gian để hồi phục lại nó. Cho nên đó, mình nghĩ là nó sẽ là mắc nhiều hơn là được. Đó là thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai nữa là các bạn thường hay mua những cái cây mà sum suê, nghĩa là tốt, nghĩa là nó phủ luôn cả một cái chậu dâu, chụp lên là nói chung là cái cây rất là đẹp. Tại vì những cái cây đó, tại sao nó đẹp và nó sum suê là mình nói thật nữa này, tại vì cái chậu đó là nó rất là nhiều cành cây con nha mọi người, một gốc có thể 4-5 cây con luôn, cho nên cái độ che phủ của nó rất là tốt. Nhưng mà những bạn nào mà trồng dâu mà thường xuyên và chuyên nghiệp thì biết rồi, cây dâu là thường thường chúng ta sẽ phải ngắt, không để nhiều cây con như vậy. Một bụi dâu tốt nhất chỉ để 1-2 cây con thôi, không thể để nhiều, tại vì nếu các bạn để nhiều cây con trên một gốc dâu thì cái cây nó bị yếu, và cái năng suất cũng như cái chất lượng trái nó sẽ rất là nhỏ nha mọi người, nó sẽ kém đi. Cho nên là chúng ta chỉ nên lựa chọn những cái chậu dâu nào mà 1-2 thân thôi, đừng chọn những cái cây nào quá tốt. Và các bạn nên ưu tiên những cái cây dâu nào sạch bệnh là một nè, cứng cáp là hai, khỏe mạnh là ba, và những cây dâu luôn, nói chung là khá là non tơ, tầm khoảng chừng 3 tháng 3 tháng rưỡi là mình nghĩ đó là đẹp nhất dành cho các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem hai cây dâu hiện tại mình đang có ở đây, và để mình review cho mọi người xem. Đối với những bạn nào mà thích dâu mà đã có trái sẵn thì có thể lựa chọn những cây dâu như thế này. Đây, hiện tại trước mặt mọi người đây là cây dâu tây Úc. Úc thì nó ra bông chùm. Thì tại sao mình khuyến khích mọi người chọn những cái cây dâu như thế này? Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, là những cái trái này đây nè, mọi người có thể thấy không? Nó chưa có chín nha mọi người.
thì nó chưa chín thì nó còn rất là cứng này. Đó, khi mà người vận chuyển, khi mà vận chuyển đi xa thì nó cũng sẽ không bị dập. Và 2-3 ngày khi mà cái dâu này tới tay các bạn thì cái trái này nó cũng hơi lớn hơn một xíu và nó vẫn còn xanh. Thì khi bạn về khoảng chừng 10-15 ngày sau thì nó sẽ chín. Lúc đó bạn có thể ăn được, sử dụng được và bạn có được một chậu dâu rất là đẹp. Hơn là những chậu dâu đã chín sẵn mà khi về các bạn thì nó dập hết rồi, các bạn cũng phải cắt bỏ đi, đúng không? Cho nên nếu những bạn nào mà thích mua dâu tây mà có trái sẵn thì nên mua những cái cây dâu như thế này. Đó, là trái nó hơi hơi chín hoặc là nó mới vừa ra hoa thôi nha mọi người. Đó, thì mình thì nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Và một cái lựa chọn hay nữa là như thế này, những cây dâu như thế này mọi người nhìn đây này. Đó, một cây các bạn thấy không, nó rất là to, khỏe, cứng cáp. Đó, sạch bệnh. Các bạn nên ưu tiên những chậu dâu sạch bệnh nha. Nếu mà muốn có một chậu dâu tây bền vẫn thì nên ưu tiên những cây dâu sạch bệnh như thế này. Đó mọi người thấy không, cây dâu tây này là cây dâu tây Pháp đơn nha mọi người. Trên đây là hai cái ý tưởng mà mình đưa cho các bạn xem để mà khi mà các bạn quyết định lựa chọn mua một chậu dâu tây về chơi thì cái điều các bạn quan tâm nhất là cái độ sạch bệnh của cây. Cái điều thứ hai nữa là cái năm tuổi của cây. Thì có một số bạn thì đã biết rồi đó, cái vấn đề dâu tây đánh đất á, thì nó xưa giờ nó là một cái chủ đề nói hoài không hết rồi nha mọi người. Thì cái dâu tây đánh đất thì mình cũng xin chia sẻ thật với mọi người như thế này nè. Cũng có những bạn thì khi mà làm nhà vườn á, họ trồng có thể là năm 1, năm 2 rồi, hoặc là nói chung là cuối vụ á mọi người, thì họ sẽ nhổ, thay vì nhổ bỏ thì họ sẽ nhổ xong rồi họ cho vào những cái chậu hoặc là cho vào những cái bịch ni lông á để họ bán. Thì cái giá rất là rẻ, có thể là 15-20 nghìn một cây thôi. Nhưng mà các bạn phải biết rằng là tiền nào thì của đấy. Những cái cây dâu đó là những cây dâu mà họ đã thu hoạch gọi là gần như là cuối rồi, và họ đã khai thác gần như là triệt để kiệt sức luôn, cả vắt kiệt sức cái cây dâu đó rồi. Thì lúc đấy thì các bạn nhìn thì nó vẫn còn trái rất là nhiều, nhưng mà thực ra chất lượng nó không còn bao nhiêu đâu. Khi về các bạn chăm thì tỷ lệ chết rất là cao, tại vì họ nhổ lên mà. Cái cây mà nhổ từ dưới đất lên thì họ cũng bó một ít đất trong đó thôi, thì cái tỷ lệ chết khá là cao và cái chất lượng cây nó cũng sẽ là kém. Cho nên mình khuyên các bạn nếu mà có mua dâu tây á, mà chậu á, thì nên mua những cái bầu ổn định và những cái nhà vườn uy tín. Nó có thể hơi cao hơn một tí nhưng mà cái chất lượng thì các bạn có thể yên tâm. Những cái bầu ổn định là những cái cây dâu nó rơi vào tầm khoảng chừng 2 tháng rưỡi tới 4 tháng nha mọi người. Đó là cái độ tuổi lý tưởng và đẹp nhất của cây dâu tây dành cho những bạn mà mới mua. Thì cái cách mà phân biệt những cái chậu dâu tây đó thì nó rất đơn giản. Các bạn nhìn cái phần gốc của nó đó, các bạn nhìn thấy này đó, nó cái phần gốc này nó chưa có cằn cỗi, bạn thấy nó vẫn rất là tơ non này. Như cái cây này nó mới khoảng chừng 3 tháng thôi, nó rất là tơ non. Còn những cái cây dâu đánh đất thì nói chung nhìn là các bạn biết liền à. Nói chung là cái gốc thì nó cũng là hơi hơi sần sùi rồi và trái khá là nhiều. Đó là cái điển hình của cây dâu tây đánh đất. Thì mình cũng không phải là nói xấu hoàn toàn về cây dâu tây đánh đất. Thì cũng có một số bạn thì trồng ngoài đất nhưng mà họ bứng cùng cẩn thận, họ gửi thì cũng được thôi, cũng không đến mức nào. Nhưng mà đó là quan điểm riêng của mình. Thì các bạn tốt nhất là nên mua những cái cây dâu chậu bầu ổn định á. Tại vì thứ nhất là nó được trồng từ bé trong cái chậu như thế này luôn nha mọi người. Thì khi mà di chuyển cho các bạn thì họ cũng đưa cái bầu này đi theo. Nghĩa là họ không, rễ nó không bị đứt và nó không bị tổn thương. Nó cũng sẽ không bị mất sức nhiều như cái dâu tây đánh đất. Thì ở trên đó là, đây là mình vừa mới nói với các bạn, đó là những cái lưu ý dành cho những cái bạn mà muốn trồng dâu tây mà để có trái sẵn hoặc là để có bầu ổn định mà không cần phải trồng từ nhỏ lên. Thì một là hạn chế mua những cái cây mà quả chín sẵn mà chín quá nhiều. Hai là hạn chế mua những cái cây mà năm lớn tuổi, là nghĩa là năm 2, năm 3 rồi đó mọi người. Những cái cây mà đánh đất, những cây mà họ nhà vườn họ thải ra đó, họ bán cho bạn. Ba là những cái cây dâu quá tốt. Tốt có nghĩa là họ không, họ để bán á, họ đánh vào tâm lý khách hàng là thích những cái cây dâu đẹp, cây dâu xum xuê mua về. Đó là đánh vào tâm lý khách hàng. Còn mình ở đây là mình đứng trên cái góc cạnh, là khía cạnh là một người tư vấn cho các bạn để lựa chọn được chậu dâu tốt. Còn cái việc mà muốn cây xum xuê đơn giản lắm. Các bạn mua những cái cây như thế này nè, các bạn về các bạn trồng. Nếu các bạn thích xum xuê thì các bạn đừng có vặt những cái cây con như thế này. Đây nè, bạn thấy nó ra những cái chồi nhỏ như thế này đây. Mình có thể quay cho mọi người thấy. Đây, những cái cây nhỏ như thế này nè. Cỡ chừng, đây nè, mình đang rải đẩy nè. Cỡ chừng tháng thôi. Từ một cái cây này mà nó thật với các bạn nó ra cả chục cây tha hồ xum xuê. Nhưng mà trồng như vậy là sai kỹ thuật nha. Một chậu dâu thì để một tới hai gốc thôi nha mọi người. Tốt nhất là nên để một gốc. Thì clip của mình đến đây là hết. Những bạn nào mà xem clip của mình mà thấy nó hay và nó có cái giá trị và nó có ích cho các bạn thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiếu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.